Mikkel này, kết quả hôm nay cũng bằng chứ. Tôi không biết nữa, nhưng có cảm giác đã mất 2 điểm. Khi nói về cách đã khởi đầu trận rất tốt, có những cơ hội có được so với những gì đối thủ có. Chúng tôi đáng ra nên thắng, nhưng giờ tự trách mình thôi. Cách chúng tôi chơi hiệp 2 đã rất khác, kém đi ở một vài vị trí nhất định. Chúng tôi cần can đảm hơn, ổn định hơn và chắc chiêu hơn khi chúng tôi đã có được sự áp đảo hoàn toàn trận đấu. Lịch thi đấu tháng 10 rất nặng, nó có phải lý do hiệp 2 diễn ra như vậy không? Không, tôi nghĩ chúng tôi phải chơi hay hơn dù vậy. Nhìn vào những chỉ số tạo ra, tôi chắc là nó thực sự rất cao, do đó nó không phải là lý do. Ông nói gì về tình huống đánh ram penalty ở hiệp 1? Quan sát nó từ bên ngoài thì tôi thấy ngay nó rõ ràng, nhưng chưa xem lại nên không bình luận gì. Một trận hòa hiếm hoi và vẫn đang bất bại, vẫn tốt nhỉ? Ông có thông điệp gì cho đội không? Đáng ra hôm nay chúng tôi nên thắng, nên duy trì được đẳng cấp trong hiệp 2. Chúng tôi phải nâng trình độ mình lên lại. Vậy mọi thứ hôm nay vẫn tích cực chứ? Tích cực chứ, khi không thắng thì cũng đừng thua. Việc làm khách ở giải ngoại hạng trong lượt dày như chúng tôi, nó rất khó khăn. Nhưng chúng tôi tự yêu cầu mình tốt hơn nữa. Jesus này, Arsenal đã rơi mất 2 điểm hôm nay phải không? Vâng, tôi cảm thấy như là chúng tôi đã thua trận vậy. Bởi với cách chúng tôi đã chơi trong trận, đã tạo ra rất nhiều cơ hội, đặc biệt là trong hiệp 1, nhiều hơn hiệp 2. Tôi thấy ở hiệp 2, một lần nữa chúng tôi đã chơi không đúng đẳng cấp, khiến chuyện xảy ra khá giống trước Leeds. Cho nên để nói, chúng tôi phải nhận ra được chuyện này, bình tĩnh lại, xem xét chuyện gì đang chưa đúng và cải thiện sau đó, cố gắng để trở lại đúng với đẳng cấp, trình độ đã thể hiện từ đầu mùa. Từ cả cá nhân đến tập thể, cần tập luyện nhiều hơn, siêng năng hơn và trở lại mạnh mẽ. Lịch thi đấu khá nặng vào tháng 10 với nhiều trận. Anh có nghĩ nó đã mang đến sự mệt mỏi hôm nay? Tôi không nghĩ có điều gì để bao biện được. Vì để nói, chúng tôi có vài ngày để làm việc, tập luyện, chuẩn bị cho những gì phải làm. Rõ thì có những cá nhân cần nhiều thời gian để phục hồi hơn. Còn thì như tôi nói, nó phụ thuộc tất cả vào sự tập trung trên sân. Để nói thì chúng tôi cũng tạo ra được nhiều cơ hội như trận trước mà, chỉ là bóng không vào lưới, nó lại diễn ra vào hôm nay. Nên giờ là lúc trở lại mặt đất, thở đều và cố gắng bật dậy. Don't get in the net, and today again happens. So now is the time to realize, calm down, and breathe. You know, breathe and try to come back. Anh có bất ngờ với việc trong hiệp một Arsenal không được hưởng penalty không? Tôi không thích bàn về các quyết định của trọng tài. Tôi chỉ muốn nói về màn trình diễn của chúng tôi. Nhưng rõ quyết định của trọng tài đôi lúc thay đổi trận đấu. Tôi cũng đã nói chuyện với trọng tài sau trận. Ông ấy cho biết rằng nếu tôi té ngã ngay thì đó có lẽ sẽ được penalty rồi. Nhưng tôi nghĩ mình đã chơi đẹp, cố gắng gồng lại, cố đứng và dứt điểm pha bóng, để rồi sau cùng đối phương túm lấy mình và tôi té xuống. Nhưng đó không phải là lý do mà chúng tôi đã không thắng. Như tôi nói đó, chúng tôi đã có nhiều cơ hội, có thể ghi 3 bàn trong hiệp 1. Hiệp 2 cũng có vài cơ hội cho cá nhân tôi. Do đó, chỉ nên quan tâm đến những gì mình có thể kiểm soát thôi. Giờ thì cố gắng để nghỉ ngơi, vì thứ năm tới lại có trận đấu. Mong là sẽ trở lại mạnh mẽ. To rest now, because Thursday we have another one, and then come back strong. Mikkel này, trong hiệp 1 đã có pha nhạy cảm penalty khi Jesus bị phạm lỗi. Hẳn thì nó đã có thể khiến trận đấu diễn ra khác hơn phải không? Ông nói sao? Tôi không biết, tôi không muốn bình luận gì về nó. Tôi muốn xem lại màn hình trước đã. Thế nguyên nhân tại đâu mà sau khi đã có một khởi đầu tốt cho hiệp 1, rồi hiệp 2 lại mờ nhạt đi vậy? Có phải đã có sự mệt mỏi từ hôm thứ năm? Tôi nghĩ chúng tôi đã bị chững lại trong việc làm đúng những điều căn bản. Khoảng cách trong từng đường bóng là quá xa. Chúng tôi đã để mất nhiều bóng ở những khu vực nguy hiểm, dù không gặp nhiều áp lực. Chuyện này đã khiến chúng tôi không tiếp tục duy trì được những gì đã có được trong hiệp 1. Rồi sau đó, khi các cầu thủ dần mệt đi, thì trận đấu đã trở nên mở hơn, khiến có nhiều tình huống chuyển trạng thái, khiến các cầu thủ bị nặng nề hơn. Nhưng tôi nghĩ một lần nữa, chúng tôi đã kết thúc trận đấu trong thế tốt hơn đối thủ. Chúng tôi đã cố để có bàn thắng thứ hai, nhưng chúng tôi đã không tìm ra phương cách. Vậy có điều gì đặc biệt
gây ra sự sa sút trong hiệp hai thế? Nó là hậu quả của nhiều thứ tiếp nối nhau. Chúng tôi đã không ngăn những sai lầm đó đủ nhanh. Mikel này, tôi muốn hỏi về Jesus. Anh ấy có nhiều cơ hội hôm nay. Để nói Jesus đã khởi đầu mùa giải rất tốt. Hôm nay thì lần đầu tiên trông khá thiếu tự tin. Ông nói gì về chuyện này? Tôi chắc là hôm nay cậu ấy sẽ rất thất vọng bởi vì Jesus đã có những cơ hội để ghi bàn. Khi hiểu Jesus thì biết là ngay khi ghi hai bàn rồi, cậu ấy vẫn thất vọng vì chuyện không ghi bàn thứ ba hay thứ tư. Nhưng Jesus là vậy, cậu ấy luôn tìm lấy cơ hội và luôn sẵn sàng. Cậu ấy đang đóng góp rất nhiều cho đội, chỉ tiếc là đã không thể ghi bàn hôm nay. Cho Mikel, nói về chiều sâu của đội hình, chắc là nó không đủ yêu cầu phải không? Trước lịch thi đấu như lúc này, khi đá thứ năm rồi lại chủ nhật. Chúng tôi vẫn đang có những cầu thủ giống như tháng trước hoặc hai ngày trước thôi và vẫn vậy cho tuần tới. Tôi không thích dùng nó để bao biện. Trong hiệp 2, chúng tôi đáng ra có thể chơi hay hơn nhiều và có thể thắng dễ dàng, thoải mái hơn như vậy. Mọi chuyện phụ thuộc vào bản thân chúng tôi với những cầu thủ có trong tay. Mikel này, nếu tôi không nhầm thì đang có 8 cầu thủ đã xuất phát mọi trận đấu mùa này ở ngoài hạng cho Arsenal. Liệu ông có thấy mình nên làm tươi mới hơn chút những trận tới không? Chỉ tươi mới nếu họ không đá trận nào thôi. Còn thì tôi nghĩ cả đội trông thực sự sung ngay khi bóng lăn, thậm chí trong hiệp 2 tới phút cuối. Mọi thứ là do cách chúng tôi thi đấu thôi. Chúng tôi đáng ra phải hay hơn trong hiệp 2. Vậy là chỉ có 2 chiến thắng trong 7 lần hành quân đến sân St. Mary. Không biết ở đây có gì khó khăn vậy thưa ông? Luôn rất khó khăn để thắng ở giải Ngoại hạng Anh, dù là sân nhà hay sân khách.